chào quý khán giả. Trong đêm nay và ngày mai, khu vực các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi vẫn còn có mưa vừa mưa to, nhưng lượng mưa so với 24 giờ qua sẽ giảm đi. Do thời tiết xấu vẫn còn, trời nhiều mây nên nhiệt độ ở khu vực này ngày mai vẫn ở mức thấp, chỉ trong khoảng từ 25 cho đến 28 độ. Còn đối với khu vực các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào cho đến Bình Thuận, có mưa rào và dông ở một vài nơi. Trong ngày trời có nắng nên nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ dao động trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, trong đêm nay và ngày mai, mưa sẽ giảm xuống mức độ một vài nơi, thế nhưng chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ trưa chiều mai tại đây sẽ duy trì trong ngưỡng từ 24 cho đến 27 độ, có nơi sẽ cao hơn. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ, thời tiết chủ đạo vẫn là có mưa dông một vài nơi. Ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ dao động trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Trở ra phía Bắc, thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận trời duy trì tình trạng nắng ráo và khô hanh. Nhiệt độ trưa chiều mai tại hầu khắp khu vực này sẽ phổ biến ở ngưỡng từ 28 cho đến 31 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, tại quần đảo Hoàng Sa trời nắng ráo với tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cường độ cấp 4 cấp 5, biển êm. Còn tại vùng biển quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam chỉ mạnh cấp 4, tình trạng biển bình thường. Phần cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.